các bác ơi. May mắn các bác ơi. Không lấy đâu. Cây này chính là cây vàng trinh nhá, tiếng dân tộc. Vàng trinh này. Các bác nhìn lá nó này. Wow, lâu lắm không có thấy cây to như này đó đây. Có một cành, một nhánh lên nồi này, một nhánh thôi. Đây. Đây này, củ nó cũng khá là to đấy các bác này. Này này này. Đây, củ nó khá là to đấy. Nhìn này. Đây này. Các bác này. Wow. Đây, củ nó khá là to đấy. Đây, mỗi năm nó sẽ có một cái mầm lên này các bác này. Đây này. Mỗi năm nó sẽ mọc một cái mầm ra như này. Tính như này là một năm. Cứ tính như cái đốt này là một năm đấy các bác ạ. Đây. Lá nó cây vàng trinh nó sẽ như này nha các bác nhá. Cây này cũng thuộc một cây này cũng thuộc một dòng cây thuốc là cũng khá là hiếm đấy các bác ạ. Đây, chỗ mình thì khai thác khá là nhiều cái chỗ này, cây này ở vàng trinh ấy. Lá nó sẽ mọc như này, nó sẽ mọc bao nhiêu lá nhỉ? Đếm xem nhá. 1 2 3 4 5 6 7. Nó có 10 lá nha các bác nhá. Nó sẽ có 5 cặp lá. 5 cặp lá, không biết là sau này nó ra thêm cặp nào không. Chắc là hết rồi các bác ạ. Nó cây này sẽ có 5 cặp lá. Rồi cái thân nó sẽ bóng mượt nhỉ các bác. À. Đây là bóng mượt với củ này. Hơi đấy. Hôm nay đi rất là may mắn nha các bác nhá. Nhưng mà cây này chắc là vào thuộc là cái cây số khó tìm thì nó vẫn ở đây thôi các bác ạ. Thôi, để đây. Mình sẽ không lấy đâu. Các bác nào nếu mà đang xem video của mình mà biết chỗ này thì lấy thì đừng có lấy hết nhá, để cho nó làm giống nhá. Rồi ơi. Rồi, video mình cũng xin kết thúc đây nha các bác nhé. Chào tất cả các bác nhá.